Hello, chào mừng tất cả các quý anh chị cùng tất cả các bạn ạ. Thì hiện tại thì mình đang có mặt ngay cái khu mà hàng loạt những cái dự án đang chuẩn bị mọc lên ở ngoài Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định đây quý anh chị nha. Đó. Thì đây chính là cái đoạn đường quốc lộ 19B này quý anh chị. Thì hiện tại bên này đang gió khá là mạnh. Tại bây giờ rất gió khá là mạnh luôn đây quý anh chị nha. Đó, quý anh chị nhìn nhà phía sau lưng mình, đó quý anh chị thấy không ạ? Đó, phía sau lưng mình thì cũng đang đổ đất, chuẩn bị san lấp mặt bằng và xây dựng dự án nha. Đấy, rồi nhìn phía xa xa hơn như này, đó, phía xa xa hơn là chính là cái dự án Central Avenue Quy Nhơn. Đó, cái dự án đó mình hay quay giới thiệu đến tất cả quý anh chị cùng tất cả các bạn đó. Đó, rồi cái phía đối diện nè. Đó, quý anh chị thấy không ạ? Phía đối diện, đó, phía đối diện thì đang đổ đất, san lấp mặt bằng và đang xây dựng những cái công trình dự án. Đó, ở đây cũng vậy này quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy không ạ? Đang đổ đất khá là nhiều luôn. Đó, xây dựng dự án đó quý anh chị ạ. Đó, thì gần như xung quanh cái nơi mình đang đứng đây, xung quanh luôn nha quý anh chị, sang xung quanh luôn thì gần như là nơi nào cũng đang san lấp mặt bằng để xây dựng những cái dự án cực khủng ở đây luôn đó quý anh chị nha. Quý anh chị nhìn xa xa kìa, có cái cánh đồng mà quạt gió đó quý anh chị, đó nhìn khá là đẹp đó quý anh chị ạ. Thì nhìn xuyên qua bên đấy, chính là bên đó chính là cái khu kinh tế nhân hội đó quý anh chị ạ. Thì bên đó thì hiện tại thì những công ty xí nghiệp đặt lên càng ngày càng nhiều, đó đáp ứng cái hay nhu cầu sản xuất kinh doanh bên đó. Thì sau này ở ngay cái khu vực Cát Tiến này, những nhà dân ở đây thì sẽ có một cái nơi làm việc khá là sôi nổi ở bên nhân hội nha quý anh chị ạ. Xung quanh đây thì toàn là những cái dự án khủng không đó quý anh chị hả? Và xung quanh đây cũng là toàn là những cái nơi khai thác và du lịch nữa đó quý anh chị ạ. Kia là cái chùa Ông Núi đó quý anh chị. Xung quanh đây là những khu du lịch nổi tiếng, ví dụ như là chùa Ông Núi nè, bãi biển Trung Lương, thì co Eo Gió, FLC, Hải Giang Mai Lê Lên. Thì trước khi kết thúc video này thì quý anh chị nào yêu mến mình có thể đăng ký kênh ủng hộ cho mình, đó mình có nhiều động lực mình chia sẻ nhiều video có tiếp. Mình chào ạ, xin chào và hẹn gặp lại ạ.